chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ và đây là bản tin đặc biệt của kênh VTC14 về cơn bão số 8. Mở đầu sẽ là những thông tin mới nhất về vị trí và đường đi của cơn bão này. Sớm nay 19 tháng 9, sau khi đi vào địa phận các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Hồi 4 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh, biển động. Diễn biến mưa sau bão còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn và thời tiết tiếp theo. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 8 này của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương. Đà Nẵng được dự báo là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 8. Vào thời điểm này, tình hình thời tiết ở đây đã có những chuyển biến khá rõ rệt so với ngày hôm qua. Chúng tôi vừa kết nối điện thoại với phóng viên của kênh VTC14 đang có mặt ở thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đây, anh sẽ cung cấp một số thông tin mới nhất tại đây. Và tình hình thời tiết hiện nay tại Đà Nẵng thì là nhìn chung là đã trở lại bình thường. Mưa thì cũng đã dứt, gió thì cũng đã không còn nữa. Sáng nay thì các cái hoạt động của người dân tại khu vực bán đảo Sơn Trà, nơi mà tôi đang đứng đây, thì cũng đã trở bình thường trở lại. Các cái hoạt động thể dục thể thao buổi sáng như những ngày bình thường cũng đã, người dân cũng đã bắt đầu ra biển. Các cái người dân mà có tàu thuyền ngày hôm qua đưa lên bờ để tránh bão đó, thì cũng đang kiểm tra lại các cái tài sản của mình xem chưa có thiệt hại hay không. Đến thời điểm này thì theo cái cảm nhận của tôi tại hiện trường thì là bão số 8 cũng như là áp thấp nhiệt đới đã đi qua tại khu vực thành phố Đà Nẵng. Bây giờ thì là trời bắt đầu nó cũng hơi hẩn hẩn lên rồi, và có thể nói là các cái hoạt động của người dân tại thành phố Đà Nẵng sẽ trở lại bình thường ngay trong sáng nay. Trong đêm qua, người dân Đà Nẵng đã cảm nhận rõ rệt nhất những ảnh hưởng của bão số 8 khi mưa rất lớn. Việc đi lại và hoạt động sinh hoạt của người dân cũng bị xáo trộn. Do thời tiết mưa lớn kéo dài trên địa bàn suốt cả ngày, nên tổng lượng mưa đo được phổ biến hơn 300mm. Đêm qua, nhiều tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Núi Thành, Nguyễn Tri Phương đã rơi vào tình trạng ngập cục bộ. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số phương tiện do bị nước sâu nên bị chết máy. Nhiều hoạt động vui chơi trung thu ngoài trời đều bị hủy bỏ. Một vài đội lân vẫn cố gắng đi đến các nhà dân để biểu diễn nhưng bị từ chối. Sau giờ tan tầm, người dân vội vã về nhà, họ dồn sự tập trung cho bão số 8 và gần như không còn tâm trạng nghĩ về đêm trung thu. Các tuyến đường trung tâm vốn nhộn nhịp của Đà Nẵng bỗng dưng vắng vẻ hơn thường ngày. Ngoài ra, những nhà hàng, quán ăn dọc biển Mỹ Khê, các trung tâm thương mại cũng đóng cửa sớm để đối phó với mưa bão. Trong khi đó, nước trên sông Hàn cũng dâng cao, chỉ còn cách bờ kè sông Hàn khoảng 60cm. Sóng to và gió lớn cũng diễn ra tại khu vực này. Trước khi đổ bộ vào bờ trong đêm qua, thì bão số 8 đã suy yếu nhanh thành một áp thấp nhiệt đới. Trong 2 ngày hoạt động trên biển thì gần như chỉ có Việt Nam là quốc gia duy nhất phát tin cảnh báo bão, trong khi các trung tâm khí tượng lớn trên thế giới như Nhật Bản, Hồng Kông vẫn chỉ phát tin áp thấp nhiệt đới. Chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương để trao đổi về vấn đề này. Thì chúng ta đều biết cái giới hạn giữa bão và áp thấp nhiệt đới nó chỉ là có một cái cấp thôi, tức là nếu mà cấp 7 thì là áp thấp nhiệt đới và cấp 8 là bão, và cái cấp 7 tức là 12 mét giây là áp thấp nhiệt đới và 17,3 mét giây là bão. Vì vậy cái giới hạn của nó rất là nhỏ và rất là mỏng manh, và chúng ta sẽ không quan sát được, không có cái điểm đo nào để quan sát được các cái gió thực mạnh nhất của nó, nên là chúng tôi căn cứ vào các cái nguy cơ gây ra mưa này, gây ra các cái gió mạnh trên biển, thì chúng tôi đã tăng cái mức, đưa cái khả năng nó lên là cấp 8, là cái nước duy nhất trong vùng, vì là gần Việt Nam hơn, nguy hiểm với Việt Nam hơn, thì chúng tôi đã phải cho nó làm cơn bão ở cái mức cấp 8. Các trung tâm khí tượng trên thế giới thì có rất nhiều các cái cách để phát các cái bão. Ví dụ như tại Hoa Kỳ ấy, thì họ sử dụng cái gió giật mạnh trung bình trong 1 phút. Còn Việt Nam chúng ta thì dùng cái sự gió giật mạnh trong 2 phút. Còn các cái nước lân cận như là Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Philippines thì họ lại dùng cái gió giật trung bình trong vòng
10 phút. Như vậy là mỗi nước lại có một cái tiêu chuẩn khác nhau để đưa ra cái quan trắc các cái gió khác nhau. Vì vậy mà cái mức độ xác định cái việc này cũng rất khác nhau. Mặc dù đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 trong 3 ngày qua, tính đến 1 giờ ngày 19 tháng 9, ở tỉnh Hà Tĩnh, khu vực Trung Trung Bộ và các tỉnh Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như Kỳ Lạc ở Hà Tĩnh là 416mm, Nam Đông ở Thừa Thiên Huế là 444mm, Lý Sơn ở Quảng Ngãi là 392mm và Ea Leo ở Đắk Lắk là 367mm. Dự báo mưa sẽ còn tiếp tục xảy ra trong ngày hôm nay với tổng lượng mưa của cả đợt mưa bão có thể ở mức là 500mm. Ngoài ra ở đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hòn Ngư, Nghệ An có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị, gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đảo Phú Quý, Bình Thuận, gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Ở Đông Hà, Quảng Trị có gió giật cấp 7. Thành phố Huế có gió giật cấp 6. Thành phố Đà Nẵng có gió giật cấp 6. Đến thời điểm này, theo tổng hợp mới nhất từ các địa phương, đã có 2 người chết do ảnh hưởng của bão số 8. Bão số 8 trước khi đổ bộ đã gây mưa to, lốc xoáy sạt lở, chia cắt nhiều nơi thuộc các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên. Hai người bị thiệt mạng là tại tỉnh Quảng Nam và Đắk Lắk. Ủy ban nhân dân xã Tạp Linh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lũ lớn bất ngờ tràn về sông Thanh khiến anh A Lăng Mốp, 20 tuổi, đã không may bị lũ cuốn trôi. Hiện chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy thi thể. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk xác nhận có một người dân ở xã Cư Khoang tử vong do lũ cuốn trôi. Cũng do ảnh hưởng của bão số 8, nhiều địa phương miền núi của Quảng Nam, Quảng Ngãi đã xảy ra sạt lở. Tại huyện Tây Giang, Quảng Nam, sạt lở núi nghiêm trọng đã chia cắt hoàn toàn 4 xã biên giới vùng cao. Chính quyền địa phương phải di rời khẩn cấp 258 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong khi đó, mưa lớn khiến mực nước lũ dâng cao băng qua ngầm sông Trường gây chia cắt hoàn toàn giữa huyện Bắc Trà My với Nam Trà My. Tại Quảng Ngãi, trên các tuyến đường về huyện miền núi Sơn Tây xuất hiện một số điểm sạt lở núi gây ách tắc giao thông trên tỉnh lộ 623. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở thôn Trà Veo và Trà Ôi, huyện miền núi Tây Trà. Hàng chục mét khối đất đá đổ xuống lấp cả con đường, các phương tiện không thể đi lại được, gây cô lập trên 70 hộ dân. Trước đó, từ sáng cho đến chiều qua, dông lốc đã xảy ra tại nhiều nơi ở miền Trung. Khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 9, một cơn lốc xoáy đã làm tốc mái trên 60 ngôi nhà trên địa bàn xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Còn vào 4 giờ sáng cùng ngày tại Quảng Trị, lốc xoáy gây hư hại hàng chục nhà dân ở huyện Vĩnh Linh. Mưa lớn cũng làm nước tràn vào nhà nhiều nhà dân ở huyện Triệu Phong của tỉnh này và phá hoại hoa màu. Riêng xã Triệu Lăng có tới 12 ha hoa màu ngập úng, hai hồ tôm diện tích 8.000 m2 bị vỡ. Ở tại Thừa Thiên Huế thì có ít nhất là 10 km bờ biển dọc các xã Hải Dương, huyện Hương Trà, Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, huyện Phú Vang, Quảng Ngạn, Quảng Công, huyện Quảng Điền và Vinh Huyền, huyện Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm sạt lở cách nhà dân khoảng 50 m, đe dọa tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Về tình hình, tàu thuyền có 3 thuyền bị gió lớn đánh chìm tại huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Gần 170 ha cây nông nghiệp và công nghiệp dài ngày bị hư hỏng. Còn tại Quảng Nam thì đến 17 giờ chiều qua, huyện Núi Thành vẫn chưa liên lạc được với hai tàu cá đang trên đường vào bờ nằm trong vùng bão số 8. Đó là hai tàu của ông Ngô Ri, xã Tam Hải và Nguyễn Vinh ở xã Tam Giang, với khoảng 40 người dân đã mất liên lạc từ lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Vào thời điểm này thì dù bão số 8 đã suy yếu nhưng do Đà Nẵng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, nên ngày hôm qua, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có công điện khẩn chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào ngày hôm nay 19 tháng 9. Công điện khẩn của Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trường học trên thành phố phân công cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm túc việc phòng chống lụt bão năm 2013. Các trường học phải kiểm tra chằng chống phòng học, phòng làm việc, nhà kho, công trình đang thi công và phải có kế hoạch bảo quản tài sản, trang thiết bị. Trường học phải tổng vệ sinh sau khi hết bão lụt. Đặc biệt, các trường học và trung tâm giáo dục thường xuyên ở địa bàn huyện Hòa Vang cho học sinh nghỉ học vào chiều ngày 18 tháng 9 năm 2013. Các trường và trung tâm giáo dục thường xuyên toàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào ngày 19 tháng 9. Còn trao đổi với VTC14 cách đây ít phút, ông Trần Văn Nhật, Chánh Văn phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết, thực hiện thông báo của Sở từ ngày hôm qua, sáng nay toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học. Chiều nay các học sinh đi học bình thường, Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam sẽ có thông báo cụ thể đến các trường trong sáng nay.
Trước đó vào tối qua, khi mà cơn bão số 8 sắp đổ bộ vào đất liền, thì tại một số tỉnh chịu ảnh hưởng như Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, không khí đón Tết Trung Thu vẫn không kém phần sôi động so với mọi năm. Tại Thừa Thiên Huế, dù có mưa lớn, tuy nhiên tối qua, các đoàn múa lân vẫn biểu diễn phục vụ trẻ em và phụ huynh. Nhóm từ thiện Nguyễn Quang Phục đã tổ chức chương trình Trung Thu cho em và trao hàng nghìn suất quà trị giá hơn 150 triệu đồng cho trẻ em nghèo, bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 cho đến hôm nay. Còn tại Hội An, Quảng Nam, hàng ngàn du khách, người dân và các em nhỏ vẫn đổ về quảng trường sông Hoài xem thi múa lân vui Trung Thu. Để đảm bảo thời tiết không ảnh hưởng tới cuộc chơi vui Tết Trung Thu của các em nhỏ, ban tổ chức đã phủ bạt che mưa rộng kín sân quảng trường sông Hoài. Tuy nhiên cũng không ít người phải mặc áo mưa, che ô đứng xem do lượng người xem quá đông. Biểu diễn múa lân và xem múa là một niềm vui không thể thiếu của các em nhỏ trong dịp Tết Trung Thu. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng du khách, người dân và các em nhỏ ở thành phố đã có một đêm vui Tết Trung Thu rộn ràng ý nghĩa. Hội An cũng là địa phương duy nhất ở vùng tâm bão tổ chức một đêm hội trăng rằm dành cho các em nhỏ với phần trình diễn đẹp mắt của các đội lân. Đến thời điểm này thì cả 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Jetstar và Vietjet Air đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc hoãn hay là hủy các chuyến bay cả nội địa và trong nước đến vào các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của bão số 8. Tương tự thì hoạt động chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam cũng chưa ghi nhận sự cố hay việc hoãn hủy chuyến nào. Như vậy là quý vị và các bạn có thể tạm thời an tâm về hành trình của mình vì mọi hoạt động hàng không và đường sắt vẫn diễn ra bình thường. Bão số 8 đã và đang gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, với lượng mưa lớn tập trung trong một thời gian ngắn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo lũ trên các sông đang tiếp tục lên, nhiều địa phương cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Dự báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục lên, các sông ở Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên xuống chậm và có khả năng lên lại. Sáng nay, mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 2, báo động 3. Các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động 1, báo động 2. Cụ thể, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, Quảng Bình dưới mức báo động 3, 0,1m. Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn, Quảng Trị lên mức báo động 3. Sông Bồ tại Phú Ốc, Thừa Thiên Huế lên trên mức báo động 1, 0,5m. Sông Hương tại Kim Long, Thừa Thiên Huế ở mức báo động 2. Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa, Quảng Nam ở mức báo động 3. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu, Quảng Nam lên trên mức báo động 1, 0,5m. Sông Pô Khô tại Đắk Mốt, Kon Tum dưới báo động 2, 0,35m. Sông Đắk La tại Con Plong, Kon Tum lên dưới báo động 2, 0,4m. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam còn tiếp tục lên và ở mức cao. Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên lại. Cần đề phòng lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, các thông tin tiếp theo về diễn biến của bão số 8 sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh VTC14. Còn bây giờ, biên tập viên Thúy An sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về tình hình thời tiết tại các vùng trên cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, tối qua sau khi đổ bộ vào khu vực biển Trung Trung Bộ thì bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đang ở trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ trưa nay, thì vị trí trung tâm của vùng áp thấp ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Đà Nẵng, sáng nay 19 tháng 9 còn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa to đến rất to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trở lại với thời tiết các tỉnh trên đất liền, thưa quý vị và các bạn,
Tết Trung Thu đã đến và có thể nói là tại thời điểm này, nơi có trạng thái thời tiết tốt nhất cả nước là các tỉnh miền Bắc. Suốt dọc các tỉnh vùng núi Bắc Bộ xuống tới vùng Trung Du và cả vùng ven biển, do nằm ở rìa xa phía Bắc của cơn bão số 8, nên trời phổ biến ít mưa, gió thổi nhẹ, tiết trời khô ráo đặc trưng của mùa thu là điều kiện lý tưởng cho các em thiếu nhi thưởng thức hội trăng rằm đêm nay. Tuy nhiên thì ở khu vực Nam Đồng Bằng như là Nam Định, Thái Bình, Hà Nam hay Ninh Bình thì những cơn mưa rào với lượng nhỏ vẫn xuất hiện rải rác trong ngày. Ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ cao nhất trưa nay sẽ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc, nhiệt độ có nơi còn lên trên mức 35 độ. Xuôi xuống các tỉnh miền Trung, đây là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 8. Trong 3 ngày qua, tính đến 1 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 9 thì ở tỉnh Hà Tĩnh, khu vực Trung Trung Bộ và các tỉnh Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm. Trong ngày hôm nay, ở khu vực này, mưa dông vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng, trong đó các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do mưa bão cả ngày, vì vậy nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Thưa quý vị, hiện tại thì mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức báo động 2 đến báo động 3. Các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam còn tiếp tục lên và ở mức cao. Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên lại, do đó thì bà con cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8 nên ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì mưa rào và dông trên diện rộng, thậm chí nhiều nơi đạt đến lượng mưa vừa và mưa to. Vùng mưa to đến rất to chủ yếu tập trung ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. Vì vậy mà các sông trên khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ với mức báo động 1 và 2, có nơi lên tới mức báo động 3, cần đề phòng lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra. Còn khu vực Nam Bộ thì mưa dông chỉ chủ yếu tập trung vào chiều tối. Trong cơn dông thì bà con vẫn cần phải đề phòng hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh. Sau mưa kéo dài nên nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên chỉ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ ban ngày trời còn nắng gián đoạn nên nền nhiệt độ cao hơn và phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Ngày hôm nay trên tất cả các vùng biển Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa đều có mưa rào và dông mạnh, làm tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 đến 10 km, biển động mạnh, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.